Thì đây tôi nói sơ quý vị về, nên xin cái này ai có phát tâm photo thì cái này tôi thấy rõ. Nếu mà ấy thì mượn cái tờ này của tôi, không biết ai đưa nè. Tôi thấy cái này photo lại cũng 6, 7, 8 lần vậy đó. Thì 6 xúc thân thì tôi xin giảng sơ ha. Thì ở đây tới là xúc là người trời, trời dục giới. Thì xúc đây là cõi người, có ý chí, có nghiệp, cải sửa. Thành ra chưa có ai là già, chúng ta phải hiểu, đặng mà biết rành. Rồi tới cõi trời dục giới, tức là giữ 5 giới. Cõi người có 3 giới thôi, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Chưa có nói dối là uống rượu. Cái nói dối uống rượu khó giữ à. Thành ra thường thường cõi người. Rồi tới ý xúc. Ý xúc là qua cõi trời dục giới, bắt đầu có ai lại ra. Chúng ta thấy người chưa có ai lại ra, tức là có nghiệp mà chưa có linh hồn, chưa có kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Tới mà ý xúc của cõi trời dục giới là 5 giới. Thành ra quý vị giữ 5 giới là khôn hơn cõi người. Cõi người có 3 giới, tức là có ý chí, cải sửa. Thì đó, trong Thủ Lăng Nghiêm quý vị thấy đó, là người là 5 tình 5 tưởng. Lúc thì thắng, lúc thì bại. Ăn thua, lúc thắng, lúc bại. Còn qua cõi trời thường thường là cải sửa thành công, ít có thất bại. Cõi người 5 thắng, 5 thua. Thì quý vị phải để ý cái Thủ Lăng Nghiêm rất hay. Rất hay. Quý vị coi lại, hôm trước tôi có giảng đó. Trần là địa ngục vô gián, là 10 tình hết, chưa có tưởng nào hết. Thành ra như cái thây ma. Thành ra nó không là cái cơ quan làm phát hiện cái gì được hết. Nó là cái cõi tình không à. Rồi tới căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi. Có một tưởng mà 9 tình thì bắt đầu có sự sống. Do có sự sống cho nên ngạ quỷ mới mượn mắt, tai, mũi, lưỡi để phát ra một cái dễ chịu, khó chịu, dửng dưng, không dễ, không khó, lờ mờ. Tức là chưa có tư tưởng, chỉ có cảm thọ thôi. Rồi tới cái đầu óc thì bắt đầu cái đất nước lửa gió tinh tế hơn. Nó cũng là căn, nhưng mà nó khác với mắt, tai, mũi, lưỡi. Quý vị để ý cái chỗ đó. Cái óc mình luôn luôn nó vi tế. Chúng ta thấy là cũng là đất nước lửa gió, nhưng mà cái thân của Đức Phật nó khác. Còn cái thân của người, của cây cỏ nó khác. Cái thân của loài thú nó khác. Thân người ta khác. Mà người ta có giữ 5, 8 giới này kia, cái thân nó thơm hơn. Còn mấy người nhậu á, thì chúng ta thấy cái thân ô đình hả? Thành ra cũng là thân, cũng là đất nước lửa gió. Nhưng những người ác, những người ăn uống mà nhậu nhẹt thì chúng ta thấy đến chịu không nổi. Thành ra những người mà nhậu rượu hút thuốc lại tôi chịu không nổi. Có mùi nói ra, cái mùi mình thấy mình nghẹt rồi. Còn mấy cô cũng vậy, mà tho son rồi phấn quá đến tôi mà ở dưới gió là tôi chạy rồi. Cái mùi nó kỳ lắm. Cái gì nó thơm mà nếu mình thấy là nó hôi định à. Nó hôi định à, tùy theo người. Cũng như là mà ở đâu thì quen đó. Cũng như mấy người mà ở cầu chữ Y đó, nước thú quắc à, mà họ xuống dưới họ tắm. Tôi chạy xe tôi đứng trên đó lúc tôi đi học, tôi dòm xuống rồi nói trời ơi, như vậy mà tắm được. Họ tắm lặn ở xuống đó, mà nước đen thúi, mình hửi nó có cái mùi hôi đó, mà họ tắm tỉnh quen à. Thì mình phải biết là ở đâu thì nó quen đó. Như súc sanh là trâu bò nó hôi rình à. Mà mấy đứa con nít mà đi chơi nó không có gội đầu nó hôi trâu. Giống vậy đó, mình chịu không có nổi. Thành ra các cõi mà giới cao hơn thì cõi đó thanh tịnh hơn. Cho đến cõi trời 8 giới là người ta có hào quang đấy. Nếu mà người ta tu nhập định 8 giới mà phải là cái tâm 8 giới nữa. Thì quý vị thấy đây là 5 giới thì mới có nhãn xúc. Tới mà nhãn xúc là mới cõi người thôi. Mà tới ý xúc thì bắt đầu là coi trời dục giới. Quý vị coi cái bản này nó rành. Rồi qua tới nhãn thọ là 8 giới đây. Nhãn thọ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thọ thì là 8 giới. Rồi qua tới ý thọ là 8 giới, bắt đầu chuyển qua ý ái. Ái là 10 giới. Thì quý vị thấy càng giới càng cao thì cái tâm mình theo đó cao. Thành ra Đức Phật mới lấy trung đạo là cõi thọ, tức là 8 giới. 10 giới thì muốn thành Phật dễ hơn nhưng mà khó. Khó là tại sao? Tại cái tâm thức người ta quá cao. 10 giới là người ta đi tới tứ không, hư không vô biên, thức vô biên, vô sử, phi tưởng, phi phi tưởng. Cái này tôi phải giảng riêng nữa. Khi đó thì tôi có giảng sơ thì thấy ông Thiện Cánh viết lại cũng rất rành, nhưng mà chưa có đủ, nó còn sót nhiều chỗ, rồi phải giảng riêng. Còn cái tứ thiền thì tôi phải giảng cho kỹ lại. Tứ thiền là 8 giới thôi. Còn tập tu tứ thiền, đó là người trời dục giới, thì cái đó nó chú trọng về 5 triệt cái. Rồi tới cõi trời sắc giới chú trọng về sơ nhị tam tứ thiền, thì nó không khác với cái kia, nhưng mà nó phải nối liên tục, nó có nhập, có xuất. Còn cõi trời dục giới thì chưa có nhập xuất được. Còn nhập lưu nhất vãng lai bất lai thì không có vấn đề nhập, mà cũng không có vấn đề xuất nữa, không có vấn đề xuất. Thì cô Liên Trà cô hiểu lầm cái chỗ đó, không có nhập lưu mà nhập định rồi xuất định. Nhập lưu làm gì có nhập có xuất, nó hiện với nó ẩn thì nó khác. Còn nhập xuất là phải có điều kiện. Cũng như con mắt mà muốn đi tới A-la-gia phải 9 điều kiện. Cái lỗ tai 8 điều kiện, thiếu một điều kiện trong đó là cái thấy không hiện, cái nghe không hiện, thì cái đó là nhập xuất. Còn cái lặng lẽ mà khi mà nó hiện thì nó bao trùm hết, nó thấy hết tất cả. Rồi khi nó ẩn rồi thì cái hiện tượng giới, cái chu kỳ hiện ra, thì cái sát na nó ẩn. Nhưng mà những người tu cao thì cái chu kỳ họ vẫn sát na như thường, mà sát na vẫn chu kỳ như thường, thì cái đó là những bậc cao bất lai A-la-hán trở lên, chúng ta phải hiểu. Thì cái đó bữa khác tôi giảng lại. Do đó quý vị đi sâu, quý vị mới thấy là cái tôi đưa ra, quý vị trả lời không phải là sai, nhưng mà trả lời chưa đụng tới A-la-hán được. Mới có nhập lưu nhất vãng lai thôi, quý vị còn tùm lum ở trong đó. Thì tôi chưa có sửa gì hết. Thì tôi muốn quý vị học lại cái bài Kinh 66. Rồi sau quý vị thấy tự nhiên nó sáng tỏ thôi. Bây giờ tôi giảng quý vị cũng không hiểu, nhưng mà học lại cái bài Kinh 66. Thì cái này là tôi thấy, tôi năn nỉ mà cũng như bắt buộc ạ. Mỗi người phải trả hết. Cũng như 5 giới, 5 điều ác, 5 điều lành, và tiến trình 5 quẩn, mỗi người phải trả thuộc lòng. Còn cái bài mà trả bài đó, trả không trả thì tôi, cái đó là cái trạch pháp của quý vị. Tức là quý vị có cái hiểu biết rồi quý vị trình bày lại thì được. Còn cái này là con đường giải thoát của quý vị. Đây là vấn đề sanh tử trong cái thời mạt pháp này, thì quý vị phải học nó thuộc lòng. Mặc dù quý vị có thể theo dõi mình chưa được, nhưng mà sau này quý vị khổ thì quý vị có cái bài vở quý đem ra quý thực hành đó. Nhất là mấy cô mà ngồi thiền, tôi thấy ngồi thiền hay. Ở đây thì có cô Tấn nè, cô Yến nè, cô Hoa nè, cô Trường nè, mấy cô đó ngồi thiền giỏi đó. Thì cô đi theo tôi thấy ngồi 2 tiếng đồng hồ á, thì tôi chưa từng thấy mấy ông nam mà còn bỏ chạy tiếng mấy là dông hết rồi. Nhưng mà giáo pháp mù, tôi tiếc ở chỗ đó. Ngồi mãi để tâm như thế nào, con thấy hào quang đỏ, con thấy hào quang vàng, tôi nói chết rồi. Bởi khi mà ngồi sơ thiền, tầm sát thì chưa có gì. Mà khi tới hỷ đó, khỏi cần niệm Phật mà tiếng niệm Phật trong tâm phát ra, thì coi chừng có vô số ấn chứng. Ấn chứng không phải là sai, không phải là xấu, mà cũng chẳng phải là tốt. Nếu mình chấp ấn chứng là có thiệt thì ma nó phá, kêu là ngũ ấm ma. Còn mình sợ nó, mình cũng lọt vào ngũ ấm ma. Nó không phải tốt, không phải xấu, nhưng nó chứng tỏ cái tâm mình đã nhất niệm rồi, có định lực rồi, thì nó đè tất cả những cái chủng tử ác xuống, thì chủng tử thiện nó nằm trên. Thì những cái gì mong cầu từ xưa giờ ở kiếp này, ở 1, 2, 3, 5, 7 kiếp về trước nó vẫn còn nằm trong A Lại Gia mình, thành nó phải học di thức. Thì bây giờ khi yên lặng nó hiện ra, có những điều quý vị biết mà có những điều quý vị không biết, nó nguy hiểm. Sau này tôi sẽ giảng tới đó, thì chắc phải thời gian dài dài. Có những cái ấn chứng mà mình không hiểu, rồi mình nghĩ nó là kẻ thù. Đây tôi kể một cái ấn chứng mà trong kinh mà tôi có coi qua đó, thì tôi biết rồi. Thì có một vị thiền sư, một vị thiền tăng đó, thiền sinh đó, ngồi thiền. Khi mà lặng lẽ vô từng tiếng mấy, 2 tiếng rồi thì thấy có một con nhện bự hiện ở trước mắt mình. Ban đầu nó nhỏ, rồi lần nó lớn, rồi lần nó thật lớn, cái nó cứ nhào tới mình hoài. Ông sợ quá, ông xả ra thì mất. Mà khi ông ngồi mà thanh tịnh lại, yên lặng rồi ông nhập vô thiền thì nó lại hiện ra. Mà nếu càng nhập lâu thì nó hiện càng to, nó cứ nhào tới mặt ông hoài, ông sợ. Ông xả thiền thì nó hết, mà khi ông ngồi thì nó có. Ông tức quá, ở đó ông mới lấy cái con dao theo. Ông nói nếu con nhện hệt này hiện ra là mình đâm nó chết. Chứ bây giờ mình cứ ngồi cái bỏ hoài, đừng ngồi được 1 tiếng ngoài 2 tiếng, mà ông ngồi cái là 5-6 tiếng mà chưa kịp gì là nó hiện ra. Ông sợ quá, cứ thấy nó nhào tới mình hoài, ông định đâm nó. Thì nhớ lời ông thầy. Bây giờ ông thầy lúc có nói ở sư phụ mình, trước khi mày làm mày hỏi sư phụ mình coi cái đó là cái gì. Ông mới qua đắp y qua bạch đi sư phụ, con ngồi thiền con thấy con nhìn nhận nó nhỏ, mà con ngồi từng tiếng mấy 2 tiếng nó hiện lớn, mà con ngồi nữa nó hiện càng lớn riết, còn nó bước bằng cái nhà nhào tới con sợ quá, con xả thiền thì hết, mà con ngồi lại nó có nữa. Bây giờ con không thể tiếp tục được, cái sức con là ngồi 5-7 tiếng mà mới có 1 tiếng mấy 2 tiếng là nó hiện ra. Ông thầy ông cười, ông nói bây giờ con tính làm sao? Nó bạch sư phụ con đem cái dao theo, giờ nó hiện ra là con đâm nó. Chứ bây giờ con biết cái đó là sát sanh, nhưng mà vậy là con, cái trình độ con không tiến nữa rồi làm sao? Tại là con giết nó, mà con còn tiến trên con đường đạo quả được. Ông thầy ông cười, ông nói thôi, giờ thầy chỉ con vậy, con đừng đem cái dao nữa, con lấy cái cục phấn á, con đem theo. Khi nào nó hiện ra con gạch ngay cái bụng nó, nghe không? Rồi con xả thiền rồi con lại đây, thầy chỉ cho con. Thì ông cũng nghe lời thầy, ông đem dao lên cục phấn theo. Con nhện nó hiện ra, ông lấy cái chữ thập, ông gạch cái chữ thập ngay cái bụng con nhện nhện. Xong rồi ông về cái ông trình cho ông thầy. Ông thầy nói con vạch áo lên coi. Vạch áo thì cái trước bụng ông có cái chữ thập. Ông nói sao lạ vậy thầy? Ông nói con nhện nhện này là do con tưởng tượng nhiều quá, con tưởng tượng cái ấn chứng thì cái bụng con nó hiện ra cái con nhện nhện, chứ không phải con nhện nhện. Thì con nhện là do con tưởng tượng, nếu mà ở đó mà con đâm là con đâm lũng bụng con. Ông đâm lũng bụng con, chứ sự thật không có con nhện nhện thiệt. Rồi ông quỳ xuống ông lại nói sao con có cái gì, con nên nhớ những cái ấn chứng này đó theo trong duy thức đó. Nó không xấu mà cũng không tốt, nhưng mà do con nhất niệm, con tập trung mạnh kỹ lâu sâu, thì tất cả những cái gì con mơ ước hồi lúc nhỏ, lúc tu ở kiếp trước, 1 kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp, nó vẫn còn trong linh hồn con. Bây giờ nó phải hiện ra, nó hiện một cách hồn nhiên do con tập trung. Cũng như tiếng niệm Phật mà con niệm nó đầy ai lại ra rồi nó tràn ra, thì có đó kêu là nhất niệm. Thành ra tôi mới giảng hoài, muốn được linh hay không đó, khi mình tụng kinh Địa Tạng, mình nhắm mắt mở mắt cái kinh nó cũng vẫn hiện ra, mình khỏi cần lật nữa. Thì cái này là nhất niệm, kêu là kinh nhập tâm, tiếng niệm Phật nhập tâm. Nhưng mà là cõi trời nhị triền của sắc giới, chứ chưa phải là thánh nhân. Người ta lầm này là thánh nhân. Thành ra quý vị tu tôi lo, quý vị tu không có thì giờ gần gũi nhiều, rồi đi ngồi thiền là được cái nhất niệm, mà không biết cái đó là cái gì, thì vô tình không lợi mà có khi gây hại nữa. Có người thấy ma quỷ, thấy tụi ăn cướp, thấy cọp đến, rồi sợ quá rồi la làng hoặc là bỏ chạy. Rồi có người thấy cái tư tưởng tốt, có người thấy Phật đến đời đầu, thấy A Di Đà hiện ra, tưởng A Di Đà thiệt, nhiều khi gặp bằng ma quỷ. Rồi mình đi theo nó ngủ ấm ma có người rồi trở nên điên khùng khùng. Rồi đổ thừa là kêu bằng tẩu quả nhập ma vậy. Thật ra không có vấn đề tẩu quả mà vẫn có. Có hay không là do mình, chứ không phải là tu thiền mà có tẩu quả. Do cái giáo pháp không rành cho nên mới xảy ra đủ điều kiện hết. Thành ra tôi dạy vậy tôi lo. Vì tôi đi qua rồi, nó có hàng trăm hàng ngàn ấn chứng. Nhưng mà xưa bị tôi coi Thủ Lăng Nghiêm rồi, mình cứ coi như cái tuồng hát. Đừng có thích, đừng có ghét, đừng có mong cầu nó còn, mà đừng mong cầu nó mất. Cứ để tự nhiên như coi cái tuồng hát truyền hình. Cái A Lại Gia mình là cả một cái truyền hình, cả một cái trận chiến tranh trong đó. Nó là hiện tượng giới mà. Nó chứa chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng tử vô ký, chủng tử niệm Phật, tùm lum trong đó. Thành ra tôi thường nói niệm 1000 tiếng được 500 tiếng nhớ Phật, 500 tiếng nghĩ tùm lum. Thì vô trong đó 500 tiếng, nếu cái trước mà không tu nó tiêu diệt hết 300, còn có 200. Đó là tôi giảng theo duy thức, mà tôi thấy nó đúng vậy. Mà chính tôi đã có ngồi qua rồi. Thành ra hiện tượng giới thì tôi bảo đảm, tôi có thực hành trong đó. Sơ nhị tam thiền, tứ thiền thì tôi không mới rành. Vì đó tôi cũng tu mù thôi. Nhưng bây giờ coi lại tôi biết cái trạng thái hồi xưa của tôi. Thôi tôi nói cái gì thôi, còn cái bát nhã thì tôi đầu hàng nha. Nhưng mà tôi thấy trong kinh là tôi làm được. Bây giờ tôi cũng lặng lẽ theo dõi. Mà biết nó, mà nó không hết thì cứ cải sửa. Nhưng biết mình đang cải sửa, giữ lấy cái biết. Còn nếu nó chấm dứt thì lặng lẽ nhìn nó. Thì trong kinh Đức Phật có nói đó, có dạy như mình coi nhiều kinh là mình góp nó lại, bập bền nó rồi mình nối góp lại. Đức Phật có gọi là chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu, rồi chúng ta mới chặt đứt các dây xiềng để tới niết bàn. Cái này cũng trong Phật, trong kinh Đức Phật, kinh Pháp Cú á, dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Nếu tư tưởng xấu thì làm sao mà nhận nó thấy rõ nó được? Không thấy rõ được. Nó mờ mờ. Mà dùng cái ánh sáng mà chiếu, ánh sáng mình yếu quá thì nó quá tối, chiếu không rõ. Thì chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi, làm cho cái bóng mờ này trở nên sáng một chút. Rồi từ đó chúng ta mới dùng cái hào quang của chúng ta yếu ta rọi nó, thì thấy rõ nó. Thấy rõ tức là cái mờ mờ biến mất, nó thành hào quang. Thì cái bát nhã là hiện với ẩn. Khi mà mặt trời ra rồi thì sao trăng phải lặn hết. Lặn đây không phải là mất, nó ở đó. Khi mặt trời lặn rồi thì nó hiện ra. Thành ra vấn đề bát nhã không có nhập, không có xuất, mà là ẩn với hiện. Ẩn hiện nó khác với nhập xuất. Nhập xuất là tôi chưa có, tôi cải sửa. Tôi dùng pháp môn đối trị, tập trung mạnh, kỹ, lâu, sâu. Tôi đè những cái ác xuống, còn những cái thiện. Thì cái thiện là hình thức của cái ác. Thiện hơn cái ác, rồi cải sửa nữa, thì thiện hơn cái thiện, cái ác nữa. Thì cải sửa nữa, thì lẫn quẩn tới cõi trời phi phi tưởng. Thì thôi, bao nhiêu thôi, giờ tới quý vị trả bài. Rồi kỳ tới là chúng ta gặp nhau, chúng ta đi sâu. Lúc này tôi đi hơi sâu á. Tôi không nói ấy nữa mà tôi đi thẳng vào sâu chi tiết. Để rồi có thể cạo đầu quý vị nó dễ dàng chút. Thì quý vị làm biến quá. Thì bài kinh 66 về coi ha. Cái đầu đó là mắt với sắc trần thì nhãn thức. Thì mắt đó là địa ngục hữu gián, kêu là sinh lý. Sắc trần là vật lý, địa ngục vô gián. Nhãn thức đó là ngạ quỷ, có cái biết mà chưa có tư tưởng. Rồi tới ý căn, đây là cái đầu, chứ chưa có dây thần kinh ốc. Pháp trần, đây là sửa sắc thân đơn vị xúc cho nó rõ hơn, kêu là pháp trần. Cái này không có ai giảng, tôi nói đó giờ không thấy ai giảng. Tôi bảo gan, tôi nghiền ngẫm hoài, tôi trăn trở, giờ tôi thấy rõ. Thì pháp trần tức là sắc thân đơn vị xúc, lờ mờ làm cho nó rõ hơn chút, là bởi vì có tư tưởng vào đó. Thành ra kêu là ý thức, tức là xúc sanh, có tư tưởng nhưng mà chưa có sự cải sửa, tức là chưa có nghiệp. Thì vẫn còn rõ nhưng mà cũng còn lờ mờ. tới qua tới nhãn, nhãn xúc. Nhãn xúc của cõi người là có nghiệp, có sự cải sửa. Tôi đã giảng rồi, cũng như con chim làm ổ thì trong 5.000 năm về sau cũng vậy, mà con người đã bắt đầu cải sửa. Nhưng mà cải sửa mà chưa có kinh nghiệm, làm thì có khi thành công, có khi thất bại. Thì cái này kêu là con người. Rồi tới ý xúc, tức là cõi trời, dục giới, bắt đầu có kinh nghiệm. Nhưng mà kinh nghiệm ấu trĩ là non nớt, sửa thành công. Nhưng mà 10 chuyện thành công 6-7 chuyện, còn thất bại 2-3 chuyện. Còn cõi người thì thành công 5, thất bại 5. Chúng ta phải nhớ trong đó. Coi khử là nghiêm thì chúng ta hiểu. Tới qua tới ý thọ, tức là kinh nghiệm già dặn. Kinh nghiệm già dặn khá. Thành ra ta làm 10 chuyện thành công hết 8-9. Thì đó kêu là ý thọ. Tức là quý vị phải nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nhập chứ không phải là thấy 1-2 tiếng, 2-50 phút nữa mà nhập vào đó. Có thể 7 năm, 700 năm, 7.000 năm. Thì cái tuổi thọ quý vị có 700, 7.000 tuổi. Thì cái cõi này nó có tới là 18 cõi. Sơ thiền 3, nhị thiền 3, tam thiền 3, tứ thiền tới 9 là 18 cõi. Thì sao tôi phải giảng lại. Còn tới ý ái. Ý ái đây là qua tới tư tưởng đây. Tức là cõi bất lạc, bất khổ thọ. Bất lạc, bất khổ thì thật ra không phải là thọ. Nhưng mà thật sự nó vẫn là thọ. Thọ vững dưng. Mà vững dưng là như thế nào? Thì khi tới gặp nhau chúng ta đi sâu vào nữa. Kêu là thọ vô ký. Mà vô ký có địa ngục cũng có, ngạ quỷ cũng có, mà cõi người trời dục giới cũng có, mà cõi tứ thiền sắc giới cũng có, mà nhập lưu nhất dẫn lai bất lai cũng có, mà A-la-hán cũng có, Bồ Tát cũng có, mà Như Lai cũng có. Mà khác nhau sao? Thì hôm trước tôi có giảng trong cái câu thứ 9, thứ 10 gì đó. Nhưng mà chắc quý vị quên hết rồi. Thì chúng ta phải giảng lại mà cho rành hơn. Thì đại khái như vậy. Thôi bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây. Bây giờ trả bài vậy. Rồi tôi xin thưa một chút ha. Là chúng ta trả. Còn một số chưa trả. Nhưng mà có người dường như không chịu. Không chịu thì thôi. Tôi không bắt buộc. Vì đây là vấn đề sinh tử của quý vị mà. Mỗi người phải trách nhiệm lấy cái số phận của mình. Nhưng mà trả vài lần nữa hết. Thì đúng ra còn trả lần thứ nhì. Là mấy người gạo cội đó. Nếu có thì giờ thì tôi kêu một ít thôi. Còn nếu trả qua rồi mà thấy cái hiểu biết quá kém thì tôi một lần thôi. Còn mấy người nào khá thì tôi kêu trả lại để tôi dò cái lại ra coi có thể xuất sư không. Tức là có thể dẫn một số người mới. Vì đây có một số người mới rất nhiều mà họ nghe pháp tôi họ nghe không hiểu đâu. Bị ra dạo. Cái mẫu giáo tôi đi qua rồi. Giờ tôi đang lớp 9, lớp 10. Tức là đi sâu vào cái con người của mình. Thì tất nhiên phải nhờ một số đi trước giúp đỡ cho họ. Thì đại khái là như vậy. Thì xong rồi đó. Thì chúng ta học hết. Giỏi dở gì cũng phải trả cái bài Kinh 66. Tức là 15 hạng chúng sanh. Thì trong đó có 6 căn, 6 trần, 6 thức. Đó là 4 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi 6 xúc là của người trời dục giới. Rồi 6 thọ là sơ nhị tam thiền của sắc giới. Và 6 ái là tứ thiền sắc giới và tứ không. Thì đủ hết rồi đó. Thì chúng ta sẽ coi nhập lưu. Thì nó tương đương với cõi 4 đường ác. Nhất giảng lai thì thấy rõ được người trời dục giới. Bất lai sẽ thấy được sơ nhị tam thiền. Tới A-la-hán mới thấy hết. Thì một cái bát nhã, một cái tư tưởng nó kháng khích nhau. Giống như hai ly nước mà tôi đã kể trong trước. Thì chúng ta bắt đầu đi sâu vào đó. Vậy thì quý vị về nhớ kiếm cái bài này coi lại cho kỹ. Thấy không? Bây giờ chúng ta bắt đầu trả về những cái 3 bài. Thì tôi lập sơ lại. Cái thứ nhất đó là cái bài của Huệ Năng. do quyền giác. Thì đây là hai cái tổ, tức là quyền giác cũng đã chứng đắc rồi. Ông tu về chỉ quán này, tức là Thiên Thai Tông mà chỉ quán là cao ạ, tức là không giả trung đấy. Nhưng mà không có thầy, thành ra sau khi gặp quyển sách là đệ tử của Huệ Năng, hai ngày mới trao đổi nhau thì thấy Bát Nhã rặt rồng đấy, tương ưng nhau. Thì Huyền Giác mới nhờ quyển sách thọ ký cho mình. Quyển sách nói tôi không dám, tôi là đệ tử của Huệ Năng. Thì ngài có thể đến Huệ Năng, thì Huệ Năng linh động hơn, tức là có chiều sâu hơn tôi nhiều. Thì quyển sách mới dẫn Huyền Giác tới Huệ Năng. Thì đây là cuộc đối đáp giữa Huệ Năng và Huyền Giác. Thì sau khi gặp tổ rồi đó, thì Huyền Giác thì không tin là tổ Chánh Cống. Như tổ Chánh Cống là không có pháp môn, thành ra ngài mặc áo chừa cánh tay giống như các sư. Đó là cung kính bên Ấn Độ đấy. Ngài đi chung quanh tổ 3 vòng, xong ngài xá bà xá. Bà xá tức là không có kính đó. Như cái gì mà gặp mấy ông thần, mấy bà chúa xứ rồi đó, quý vị đó tọa giới rồi thì có thể xá, thắp nhang rồi xá, đừng có đại. Lại là mất cái pháp tam quy, tức là phải thọ tam quy lại. Đó, thì ở đây cũng vậy, ông không có kính lắm, ông đi qua vòng ông xá thôi. Thì lục tổ biết ông này chắc có cái gì, mới hỏi là đại đức từ đâu đến mà tự cao quá vậy, ngã mạn quá vậy. Ông nói sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại. Cái sanh tử là cái quan trọng của người tu, mà ở đó mình lễ lại. Thì tổ mới nói sao mà không ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh, sao không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thường. Thì ông trả lời liền, đây tôi nói vắn tắt rồi ha. Thì nhận lại tức là vô sanh, mà liễu tri tức là chân thường. Tổ khen đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ ông mới lại, không có pháp môn, không biết là ông này tổ không có pháp môn, không từ từ không lấy ra. Và ngay cái sanh tử đó mình nhận cái vô sanh, ngay cái vô thường mà tùy thuận, thì đó là chân thường. Rồi sau khi lễ xong cái thì ông xin ở lại hầu tổ. Tổ đồng ý. Đối chừng 2 tiếng đồng hồ ông xin tổ ông về. Thì tổ mới nói, mới thử, ông này mới đến mà mình mới thử chưa có đi sâu. Thì chúng ta thấy cuộc đối đáp đó, nếu mà quý vị không học bài Kinh 66, quý vị không đi sâu 15 mạng chúng sanh, quý vị không biết đối đáp cái gì. Thì tổ đi cái cạn, đi tới sâu, đi tới đụng A Lán mới thôi. Thì mới thọ ký nãy là mới đi sơ sơ và nhập lưu thôi, quý vị đâu có thấy chỗ đó. Thì tổ mới thử nữa đó. Cái ông này mới đến mình mới thử có cái bất tử là có quả nhập lưu thôi. Còn nhất dẫn lai bất lại A Lán chưa có thử tới đó. Thì bây giờ tổ mới hỏi về sao mà chống thế, về sao mà mau quá vậy. Thì Huyền Giác biết là tổ chơi mình, nó vốn mình chẳng động mà lấy cái gì chống chạy. Con người có hai thân, một cái bát nhã, một cái tư tưởng, cái hiện tượng giới, một cái bản thể, một cái sát na, một cái chu kỳ. Sát na thì đâu có đi đâu, còn hiện tượng là phải có đi. Nó vốn mình chẳng động mà lấy cái gì mà chống chạy. Tôi đâu phải sống bằng hiện tượng, tôi sống bằng bản thể mà. Tôi sống bằng bát nhã. Mà bát nhã thì tôi với tổ ngàn năm mà không có đời nhau, không bao giờ rời nhau trong gang tấc. Còn hiện tượng thì mặc dù xa nhau. Thì nói về sao chống thế. Ông nói vốn mình chẳng động mà lấy gì có chống chạy. Thì tổ mới hỏi ai biết không động. Đặt xuống hết chưa ai. Thì Huyền Giác nói tự tổ sanh tâm phân biệt, tự ngài cái dòng nước linh hồn chảy về ngài chặt làm hai cho có sống. Tự tổ sanh tâm phân biệt. Thì Huệ Năng mới nói đúng vậy, ông thật sự đã hiểu được cái ý vô sanh. Ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh, tức là cái vô sanh hồi nãy bây giờ ta thử lại, ông hiểu rất là rành vô sanh. Nhưng mà đã hiểu rằng mà ý vô sanh chứ không phải là vô sanh. Thì Huyền Giác mới nhận được, bạch tổ vô sanh mà lại có ý nữa sao? Cái bất tử mà lại có cái nghĩ về bất tử, cái Phật tánh mà lại có cái nghĩ về Phật tánh. cái dòng nước mà lại có cái chu kỳ của dòng nước. Thì tôi nói vô sanh há có ý sao? Thì tôi mới đẩy thẳng vô nữa. Hồi nãy 1, 2, rồi đi tới 3. Hồi nãy nhập lưu nhất lai bất lai, rồi đi thẳng tới là. Vậy không ý thì ai phân biệt đây? Ông nói không có ý. Vô sanh há có ý nữa sao? Tôi nói không ý thì ai phân biệt đấy? Ý là tư tưởng. Ai là con người của tư tưởng? Phân biệt là ông nội của tư tưởng. 3 cái đều là tư tưởng hết. Vậy là thánh nhân không có thân, không có người, không có tư tưởng, không có người đối tượng của tư tưởng. Như vậy làm sao gọi là thánh? Thánh là mù tịch, không có gì. Không có ta người, không có chúng sanh, không có thọ giả gì hết. Thì Quyền Giác mới trả lời: phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Thì tôi biết ông này chín mùi, đi tới A-la-hán mà ông rành rồi. Ông không dính mắc vào cái gì hết. Từ người trời không dính mắc, nhập lưu nhất vãng lai bất lai, rồi đi thẳng vào A-la-hán. Ông cũng chẳng dính mắc. Rồi nói thôi ở lại một đêm, khoan có về. Thì người ta kêu là đêm giác ngộ. Thôi xong. Bây giờ qua bài thứ 2. Tôi không kéo rồi, chắc hết giờ hết. Không gần nửa tiếng rồi. Đó, bài thứ 2 là Bồ Đề Quạt Na và Lương Võ Đế. Thì Bồ Đề Quạt Ma từ bên Ấn Độ đi cái ngọn Lao. Lao ở trên biển cả, trên vai quái một nhánh dương có 2 chiếc dép. Cái này là lý, nói lý mà na. Thì cái tới là tôi giảng. Thì qua thì ông nằm chiêm bao. Lương Võ Đế mới thấy, mới hỏi Chí Công. Chí Công nói đây là thánh nhân từ bên Tây Dứt, tức là bên Tây Phương đó, bên Ấn Độ, qua để giáo hóa cho cõi Trung Ấn này. Thì Bồ Đề Ma, Lương Võ Đế mà đem ra ngoài biển mà đón Lương Bồ Đề Đạt Ma. Khi vừa gặp Bồ Đề Ma, ông nói liền: trẫm từ lên ngôi tới giờ xây hơn 70 kiển chùa, độ hơn 3.000 tăng. Như vậy có công đức gì hay không? Công đức đây có nghĩa là trí tuệ đấy. Thì Bồ Đạt Ma nói không có công đức gì hết, không có trí tuệ gì hết. Đó là tư tưởng ngu si thôi, đâu có cái gì. Tư tưởng mà phái quấy, thiện ác đều nằm ở trong cái ngu si. Mình, mấy bác giả thì vậy nha, tư tưởng thiện cũng là ngu si đấy. Hay cái gì lờ mờ là ngu si. Mặc dầu có thiện cho tới phi tưởng cũng là ngu si. Phi tư tưởng mà lọt xuống thành con súc sanh. Chúng ta thấy đó, ông vua tam giới là Quốc Đầu Lam Phất đó, mà sau khi giận một cái là xuống con chim phi ly. Thì có đó là ngu chứ còn gì nữa. Thành ra đối với bát nhã, tư tưởng thiện ác đều là vô minh hết. Thì Bồ Đạt Ma nói không có công đức. Thì ông nói, ông Bồ Đạt Lương Võ Đế mới tức: vậy chứ cái đó là cái gì? Thì Bồ Đạt Ma: cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Cái đó không phải là công đức, không phải là trí tuệ, mà thuộc về tư tưởng, thuộc về phước báo. Thì Lương Võ Đế là một Phật tử thuần thành, có Chí Công thiền sư, đó là A-la-hán. Nhưng mà ông không tiếp thu đạo Phật được. Ông là vua mà, tức là A-tu-la thiện thần thôi. Thì muốn qua đạo Phật là khó qua. Qua Phật phải là người trời, tức là ít nhất cũng phải 8 giới. Mà vua làm sao giữ 8 giới? Cái vị đây mà còn giữ 8 giới còn chưa được mà. Mà 8 giới là phải có ngồi thiền, có đi nhập xuất sơ nhị tam thiền. Nhưng mà ông học giáo Pháp, giáo Pháp giỏi, cũng giống như tôi, có cái mép thôi. Thì ông mới hỏi vậy chứ đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Thì Bồ Đạt Ma biết là cái ông này biết trên danh từ thôi chứ nội dung không có. Ông nói quách nhiên vô tánh, rộng ràng không có thánh phàm gì hết. Chết, Bồ Đạt Ma bị mấy cái hỏi là công đức, trí tuệ, cũng không có trí tuệ. Bây giờ Thánh phàm cũng chẳng có luôn, Đệ Nhất Nghĩa Thánh Đế chẳng có luôn. Rồi Bồ Đạt Ma Nguyên Giáo Đế mới tức, vậy chứ ai đứng trước mặt Trẫm đây? Ngài không phải là thánh, Trẫm không phải là phàm tăng sao? Thì Bồ Đạt Ma trả lời không biết, thôi chỉ là đưa cái gì chặt cái nấy, đưa cái gì chặt cái nấy. Thì Lương Giáo Đế nổi sân, buồn so, bắt đầu tiếp đái một cách lờ mờ thôi. Do đó Bồ Đạt Ma mới bỏ đi. Sau đêm đó Bồ Đạt Ma dọt qua nước khác, tới sáng vậy mất Bồ Đề Đạt Ma. Thì Lương Giáo Đế mới hỏi Chí Công Thiền Sư, vì Bồ Đạt Ma là cái gì? Nói Bồ Tát Quan Âm Đại Sĩ thị hiện để thử Ngài đó. Thì Lương Giáo Đế mới tức, dậm chân, nói Trẫm có mắt cũng như đuôi, có tai cũng như điếc. Thì lập tức cho quân lính đi tìm Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng than ơi, con chim đại bàng nó vỗ cánh bay rồi, thì mấy con sẽ biết đâu mà kiếm. Thì câu chuyện còn dài, nhưng mà khi khác, vì bữa nay em có thời giờ để trả bài, khi nào có rảnh tôi lập khúc sau. Lúc sau thì hay hơn, mà sâu sắc hơn, triết lý mạnh mẽ hơn, nghe không? Bây giờ tôi kể qua câu chuyện thứ ba, thì cũng là tư tưởng bất ngã thôi. Và sau này tôi còn kể thêm một vài chuyện nữa để cho quý vị thấy sáng tỏ. Câu chuyện độc đáo nhất đó là tôi có kể rồi, vì vậy là chuyện Đức Sơn với Long Đàm. Thì quý vị có nghe, nó cũng là tư tưởng bất ngã đấy. Thì bữa nay tôi kể câu chuyện trong Nam Tông. Hai cái câu chuyện đó là trong Bắc Tông, mà đây là Nam Tông, tức là trong Trung Bộ Kinh. Thì cũng vậy thôi. Tôi thấy là dầu Nam Tông, Bắc Tông thì cái tư bờ trưởng bất ngã cũng vậy thôi. Nhưng cái cách giải thích có khác. Khác là khác ở chỗ đó. Cũng như giới định tuệ, tôi ăn cúp cũng có giới định tuệ mà nó giải thích khác. Rồi chánh quyền cũng như học sinh thì cũng giới định tuệ vậy, nhưng mà giải thích nó khác. Còn tới Nam Tông cũng giới định tuệ mà giải thích khác. Còn tới Bắc Tông cũng giới định tuệ mà giải thích khác. Thì Khổng Tử cũng có giới định tuệ, Tiên cũng có giới định tuệ, nhưng mà cách giải thích nó khác. Chỉ có Đạo Phật giải thích một cách đầy đủ, rõ ràng và chi ly giữa 4 đường ác, 4 đường thiện, 4 tiểu thánh và 3 bậc tam tôn. Đại khái là như vậy. Thì đây là câu chuyện thứ ba, tức là giữa Xá Lợi Phất và Phú Lầu Na. Phú Lầu Na thì nổi tiếng là biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại tức là đối thoại đối đáp này ngài rất là sáng tỏ. Còn cái trí tuệ đệ nhất là Phú Lầu Na, là Xá Lợi Phất. Còn thần thông đệ nhất đó là Mục Kiền Liên. 10 vị đại đệ tử đều có 10 cái độc đáo tương đương với Như Lai, tức là gồm 10 ông này lại nhập một mới bằng có Phật Thích Ca thôi. Đại khái là vậy. Thì nghe danh mà chưa thấy mặt, thành ra bữa đó nghe nói Đức Phật ngự tại cái giường con cấp cô độc, thì Phú Lầu Na mới trở về đó thăm Đức Phật. Xá Lợi Phất cũng trở về nghe tin, cái vô đó kiếm Phú Lầu Na. Nhưng mà cái giường nó rộng tới cả 100 mẫu mà. Xưa Đức Phật ở một cái giường cả 100 mẫu. Chúng ta ở đây có 1 mẫu mà thấy nó rộng vậy, mà cả 100 lần như vậy. Thì sau khi vô lễ Đức Phật xong rồi, Xá Lợi Phất mới vô tìm Phú Lầu Na. Thì mỗi vị ngồi dưới gốc cây. Thì Xá Lợi Phất đi tìm, thì thấy cái ông Phú Lầu Na, cái mặt rạng rỡ, cái vẻ oai nghi chỉnh chạc, chắc là ông này. Đoán thôi, bởi vì các ngài thánh tăng mà có tài thì thường thường nó hiện cái tướng rất là đỉnh đạt. Con người rất là trầm lặng. Thì ông thấy ngồi thiền đó mà trầm lặng, thì ông nghi con này chắc Phú Lầu Na. Ông mới ra phía sau lưng đó, ông ngồi đợi Phú Lầu Na xả thiền. Thì sau cơn thiền định, Phú Lầu Na xả thiền ra, thì Xá Lợi Phất mới lễ Phú Lầu Na. Phú Lầu Na lễ lại, hai bên xá nhau. thì Xá Lợi Phất hỏi Ngài ngồi thiền đây để làm cái gì? Cái mục đích Ngài thiền định để làm gì? Ngài nói là để giới thanh tịnh. Thì Xá Lợi Phất hỏi giới thanh tịnh phải chăng là mục đích, cái cứu cánh của Niết Bàn mà Ngài sắp sửa hiến đến? Nói không, giới thanh tịnh là để đi tới tâm thanh tịnh. Thì Xá Lợi Phất hỏi tâm thanh tịnh để đi tới cứu cánh của đạo Phật? Nói không, tâm thanh tịnh là đi tới kiến thanh tịnh. Phải chăng kiến thanh tịnh là cứu cánh đạo Phật? Nói không, kiến thanh tịnh là đi tới đoạn nghi thanh tịnh. Phải chăng đoạn nghi là cứu cánh? Cũng không phải, đoạn nghi là để đi tới đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Phải chăng đạo phi đạo tri kiến là cứu cánh? Là không, để đi tới đạo tri kiến. Phải chăng đạo tri kiến là cứu cánh? Không, đi tới tri kiến thanh tịnh. Rồi phải chăng tri kiến thanh tịnh là mục đích cuối cùng của đạo Phật? Nói không, đi tới vô thủ trước bát Niết Bàn. Hết, tới đây vô thủ trước là đâu còn chỗ nào đi nữa. Thì đại khái là như vậy. Thì nghe xong Xá Lợi Phất tán thán: tôi chưa từng thấy ai mà giảng rành như Ngài. Rành như Ngài. Xin hỏi tôn giả, xin hỏi hiền giả phải chăng là Phú Lậu Na? Bây giờ mới hỏi thấy giảng hay quá. Nói thưa hiền giả, đúng tôi là Phú Lậu Na. Nói Ngài giảng nghe thiệt là danh bất gì đó, cái danh bất hư, nhiều cái tiếng khen mà không thật sự, cái danh đồn không sai ngoa. Tiếng đồn Ngài rất hay, mà lại đây gặp con người thật sự, con người cũng là như cái tiếng đồn không sai. Thì Phú Lậu Na mới hỏi lại: tôi chưa từng thấy ai hỏi mà rành như Ngài. Nó hỏi là tâm giới thanh tịnh mà Ngài không chịu, mà có tới tâm thanh tịnh Ngài cũng chưa chịu. Ngài nói tới kiến thanh tịnh. Phải chăng Ngài là Xá Lợi Phất? Xá Lợi Phất nói đúng, tôi là Xá Lợi Phất. Phú Lậu Na nói ra trời, trời ơi, tôi nghe tiếng đồn về Xá Lợi Phất hôm nay là tôi múa rìu qua mắt thở, xin sám hối với Ngài. Thì hai người mới là lễ nhau. Thì câu chuyện đó tới đó hết, tạm ngừng. Thì tôi xin lặp lại vì có thời giờ nó quá ít. 7 giai đoạn, thêm giai đoạn cuối cùng là 8 giai đoạn, kêu là trạm xe. Thứ nhất là giới thanh tịnh. Cái này tôi có giảng 2 kỳ ở trong bữa mà bác quan trai đó. Thì bây giờ quý vị về suy nghĩ lại, nó cũng là tư tưởng bất nhã thôi chứ không có gì. Giới thanh tịnh đi tới tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh đi tới kiến thanh tịnh, và kiến thanh tịnh cái thứ tư đi tới đoạn nghi thanh tịnh là thứ tư. Đoạn nghi thanh tịnh đi tới đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là thứ năm. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh đi đến đạo tri kiến thanh tịnh là thứ 6. Đạo tri kiến thanh tịnh đi đến tri kiến thanh tịnh là thứ 7. Đây là hạng đấy. Rồi đạo tri kiến thanh tịnh đi tới vô thủ trước bát Niết Bàn, tới thứ 8. Đây là Như Lai. Đến đây là chấm dứt. Vô thủ trước bát Niết Bàn. Vô là không, thủ là nắm chặt, trước là dính mắc. Không nắm chặt dính mắc vào cái Niết Bàn nữa. Tức là tùy thuận giáo hóa một chúng sanh tới vô lượng chúng sanh. Đây là cái mục đích cuối cùng của đạo Phật. Thì Xá Lợi Phất thấy ông này hay quá trời. Không dừng ở cái tri kiến thanh tịnh là tất cả. Tri kiến mấy vị nhớ hay không? Tri là tư tưởng, kiến là cảm giác, tức là diệt thọ tưởng định. Mình coi chừng, thọ là cảm giác, tưởng là tư tưởng. Diệt thọ cảm và tư tưởng thì tam giới này không còn. Thì tất cả cái bài học của chúng ta đều là thọ tưởng hết. Mà thọ đó là kiến, tưởng là tri. Tri kiến tức là thọ tưởng. Diệt thọ tưởng định là đắc quả La Hán. Thì quý vị học ngũ phần hương cũng vậy. Giới hương, định hương, về hương, ở gì nữa? Giải thoát hương, ở gì nữa? giải thoát tri kiến hương. Tri kiến là trò tượng đấy, mà giải thoát tri kiến là sao? Thì quý vị tự ấy lấy về tham thiền lại. Thì bây giờ bắt đầu trả bài. Khi mà vua Lương Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma là từ lúc mà trẫm lên làm ngôi vua, xây hơn 70 cảnh chùa và độ hơn 3.000 tăng. Khi mà Ngài đem câu hỏi đó ra hỏi với Bồ Đề Đạt Ma, với Tổ á, với cái ý nghĩ là cho Tổ chứng minh cho mình là việc làm như vậy là có trí tuệ hay không. Một vua Lương Võ Đế là người biết làm phước, nhưng mà là một Phật tử thường hành, có công phu. Cho nên trong những lúc cái tâm thức của Ngài được trong sáng á, dường như Ngài nhận lầm là mình không dính mắc vào những hành động mà mình đã làm, không chấp là việc làm đó. Nhưng mà có một điều là cái sự dường như không dính mắc này á, là do cái tư tưởng mình đè nén, trong sạch đè nén mà có. Còn cái Tổ là tượng trưng cho bát nhã, là sự lặng lẽ nhìn vấn đề. Bởi vì khi mà cái vấn đề ở đây là ông vua Lương Võ Đế nhận lầm, dường như cái việc làm của mình là không dính mắc, là bát nhã, là sự lặng lẽ. Nhưng mà không biết cái phước báo đó là nhân duyên với cái... Khi Ngài tu tập á, cái tâm thức Ngài trong sáng, thì có những lúc cái Ngài cảm thấy cái không có chấp cho cái hành động của mình làm á, thì Ngài cứ tưởng là không dính mắc, đây là bát nhã, là sự lặng lẽ. Nhưng mà không phải vậy. Dạ con xin hết ạ. Mô Phật, kính bạch sư, con xin trả hai câu hỏi. Một cái là giữa Lục Tổ Huệ Năng và Quyền Giác, và câu thứ hai là của Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Thì ở đây đạo Phật chú trọng về cái chân tâm Phật tánh là nhiều nhất, là cái cứu cánh rốt ráo để đi đến quả vị Phật. Ở đây cái chân tâm Phật tánh đó là thuộc về tâm bát nhã, thì nó vô lượng vô biên, bao trùm khắp cả, luôn cả vọng tâm, là cái thuộc về tư tưởng. Nó có giới hạn và nó có cả sự sanh diệt chu kỳ, có cải sửa. Nhưng mà chân tâm và vọng tâm nó không phải một, cũng không phải hai, nó cũng một mà cũng hai. Thì ở đây Tổ Huệ Năng đã thực chứng bát nhã một cách toàn diện. Còn Quyền Giác thì cũng là một người đã trải nghiệm sự thực chứng bát nhã, nhưng mà muốn Tổ xác minh lại coi có đúng hay không. Thì ở đây trước khi mà con nói thì chỉ có một cái tự tánh phân biệt mà thôi. Tự tánh nó là phân biệt mà không phân biệt, tức là phân biệt bằng trực giác, tức là cái sự lặng lẽ nhận lại cái tiến trình của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, sanh diệt từng sát na, liên tục hay không liên tục. Mà muốn nhận được cái tự tánh này thì phải có trải qua cái giai đoạn là chúng ta phải có tu tập, phải thiền định và quán chiếu bằng cách phân tích tổng hợp một cách chi ly. Dù là chi ly cách mấy thì cũng không ngoài cái tùy niệm phân biệt và cái đà phân biệt. Nó là sanh diệt chu kỳ của tư tưởng. Và phân tích đến cái mức độ nào đó thì tư tưởng nó cảm thấy nó bất lực trên con đường giải thoát, thì tự nó im bặt. Thì lúc đó là bất tử hiện, thì không có một cái vấn đề gì để mà giải quyết và không dính mắc vào đâu hết. Thì ở đây con xin cho một cái thí dụ. Cái thí dụ là tiếng vỗ của một bàn tay. Thì nếu con là người chưa nhận được cái bất tử thì con sẽ khởi cái tâm lên phân biệt, phê phán, phê bình. Một bàn tay làm sao mà vỗ được? Ai đưa ra cái câu hỏi này thật là ngớ ngẩn. Và nếu con cứ tiếp tục phê bình, chỉ trích hay là con cứ cải sửa thì sẽ tiếp tục luân hồi sanh tử. Và qua trường hợp thứ hai là nếu con nhận được cái bất tử thì con lặng lẽ nhận lại cái nghe ở nơi ngay cái câu mà một bàn tay, dập tiếng vỗ một bàn tay mà không phê phán, không cải sửa, thì liền đó được giải thoát. Thì bây giờ qua tới cái câu hỏi thứ hai là của Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Thì ở đây qua ba cái câu hỏi của Lương Võ Đế thì chúng ta thấy là chứng tỏ rằng ông Lương Võ Đế thích làm phước, không chịu tu trí huệ, cho nên là chưa nhận được cái bất tử. Ông mới phân biệt đối đãi giữa công đức và phước đức. Thì ở đây cái công đức nó thuộc về trí huệ vô lậu của Bát Nhã, còn cái phước đức đó là thuộc về cái trí, là cái phước báo nhân thiên hữu lậu, có sanh diệt chu kỳ, có hưởng là có hết. Thì ngay trong cái phước đức khi chúng ta làm á, lặng lẽ nhận lại, không mong cầu, mà bằng cái tâm thanh tịnh, nó không mong cầu, thì phước đức cũng chính là công đức. Thì ở đây không phải một cũng không phải hai. Phước đức cũng cần cho chúng ta là những người sơ cơ làm để có được cái sự thông minh sáng suốt. Nhưng nếu chúng ta dừng tại đây thì sẽ dễ sanh tâm kiêu mạn, thấy cái bản ngã của mình lớn. Nhưng nó cũng là điều kiện ắt có và đủ để qua đạo Phật. Và tới cái câu thứ hai mà Bồ Đề Đạt Ma hỏi ông Lương Võ Đế, nhưng mà ông Lương Võ Đế không lĩnh hội được cái ý của Tổ. Là lúc đó là ông nói, ông khoe rằng ông hiểu đệ nhất nghĩa thánh đế. Ở đây là chỉ hiểu trên phương diện văn tự Bát Nhã, chứ chưa phải là thực chứng Bát Nhã. Bởi vì thánh và phàm đều lưu xuất từ chân tâm Phật tánh. Cho nên là khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói quách nhiên vô thánh, ông cũng không hiểu được nữa. Và sang tới cái câu thứ ba là Bồ Đề Đạt Ma muốn khai ngộ ông một lần cuối cùng thì bằng cách là dùng trực giác, chặt đứt mọi cái khái niệm. Và Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không biết. Cái không biết này là của thánh nhân, tức là sự thể nhập hoàn toàn vào đối tượng của sự vật. Không biết mà là biết tất cả. Thì con xin tóm lại, nếu chúng ta còn chạy theo cái tư tưởng và chưa nhận được cái bất tử, cứ phê bình, chỉ trích, phán đoán đủ thứ mọi hiện tượng, thì chúng ta sẽ tiếp tục luân hồi sanh tử. Và cái thứ hai, nếu ngay trong hiện tượng sanh diệt mà nhận lại được cái bản thể bất sanh bất diệt, tức là niết bàn tịch tịnh, hay còn gọi là cái thể của Bát Nhã, thì phần tự độ đã xong của các vị A-la-hán. Và cũng chính cái bất tử này khi đã thuần thục thì các vị A-la-hán phải phát Bồ Đề Tâm đi ra giáo hóa chúng sanh, thì gọi là cái dụng của Bát Nhã, hay còn gọi là niết bàn tịch chiếu, tức là giáo hóa từ một chúng sanh cho đến nhiều chúng sanh, và vô lượng chúng sanh, từ một cõi cho đến nhiều cõi, và vô lượng cõi mà không thấy có một chúng sanh nào được độ, thì lúc đó quả vị Phật mới thành tựu viên mãn. Và kính mừng sư. Thôi vậy thì tới đây xin tạm dừng. Cầu chúc cho Pháp hội chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới đều chống vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.